chọn cái bài Con Cò và nó đúng là một cái bài ở dòng nhạc dân gian đương đại. Thế và em vừa thể hiện được cái hình ảnh đẹp như là con cò nó cứ lầm lũi nó đi trong đêm ấy. Đó, thì cái đó là em thể hiện rất là tốt. Nhưng mà em cũng phải lưu ý, nếu như em chọn dân gian đương đại ấy, thì chị chưa nhìn thấy cái tính dân gian ở trong đó. Bởi vì khi mà nói đến thể loại đó là mình ra thế giới, mình đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam mình, là các nước khác phải nhận ngay là đây là dân tộc Việt Nam. Thì đó mới là cái dân gian đương đại mình cần đến. Thôi à cò ơi, thôi về. Minh Hiếu, thì nếu như em thể hiện được một cái thật là độc đáo của dân tộc Việt Nam, mình là người Việt Nam, thì chị sẽ đồng ý cho em ngay. Âm nhạc bắt đầu. Phần biểu diễn của em vừa rồi đây. Xứng đáng được bay.